Mình là Mật Tùng, học sinh của thầy Sơn. Hôm nay mình sẽ mà thuyết trình về tổng quan bài học toán của lớp 6. Đầu tiên là phần 1. Số tự nhiên thì có 4 phần: tập hợp, phần tử tập hợp, phép toán lũy thừa, dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, bước chung, bước chung lớn nhất và bộ chung nhỏ nhất. Thầy cười gì thầy ơi. Tiếp theo là đến phần 2, số nguyên, phép toán số nghiêm, quy tắc chuyển vế và bội, gốc số nguyên. Tiếp theo thì sẽ đến phần hình học của lớp 6. Và phần đầu tiên là điểm đoạn thẳng. Thì mình có điểm nằm giữa hai điểm còn lại, tia lại đối, tia trùng nhau, ba lại điểm thẳng hàng. Cái gì đây? Tinh độ dài đoạn thẳng, góc thì lại có góc nhọn bé hơn góc vuông, và góc vuông bé hơn góc tù bé hơn góc bé. Hai góc bù nhau có tổng 180, hai góc kề bù có tổng 180 và hai góc phụ nhau có tổng là 90. Là tia phân giác của góc. Ôi trời chết rồi, quên là phần phân số ở dưới rồi. Thôi được đọc đi. Phân số thì các phép toán phân số, hỗn số, số tập phân và tìm phân số của một số. Đọc lộn rồi.